Các mẫu iPhone 2018 sẽ có giá rẻ hơn và ra mắt vào tháng 9. HP Camera 2 sẽ là laptop đầu tiên dùng chip Snapdragon 850. Oppo Face X sẽ chính thức ra mắt vào ngày 19 tháng 6 tại Paris. Oppo F5 đang giảm 1 triệu và tặng thêm thùng Coca-Cola. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Di Động. Mình là Trấn Minh và hôm nay thì con Diễm nó đã đi học rồi nên mình sẽ dẫn bản tin Hanyu ngày 6 tháng 6. Chắc hẳn là sau sự kiện WWDC 2018 vừa mới khép lại thì các bạn iPhone nhà ta đang mong chờ những thông tin mới về những chiếc iPhone. Và mới đây thì một nhà phân tích rất là nổi tiếng đó là ông Min-Chi Kuo. Ông này đã quay lại sau một thời gian im hơi lặng tiếng và cho biết rằng là chính sách về giá bán của cả 3 mẫu iPhone sẽ ra mắt trong tháng 9 rất là tích cực. Và điều này có thể là giúp doanh số của iPhone vực dậy trong năm nay. Ông Kuo cho rằng đằng sau chiến lược giá bán mới này là cả một sự lo ngại về các tác động tiêu cực khi nâng giá bán iPhone. Trong năm ngoái, Apple cũng đã gặp phải những khó khăn khi định giá iPhone X bắt đầu từ 999 USD cho phiên bản 64GB. Còn hiện tại thì ông Kuo nhận định rằng chiếc iPhone X Plus với màn hình OLED 6.5 inch sẽ có giá là từ 900 đến 1000 USD. Phiên bản iPhone 5.8 inch OLED sẽ có giá là từ 800 đến 900 USD. Và trong khi phiên bản iPhone màn hình LCD 6.1 inch thì sẽ có giá là từ 600 đến 700 USD. Kuo cũng lưu ý rằng tất cả các model iPhone năm 2018 này sẽ đều có thiết kế màn hình tràn cảnh và được tích hợp Face ID. Thiết nghĩ thì nếu những thông tin đã rò rỉ trở thành hiện thực thì mình tin chắc là doanh số iPhone trong năm nay chắc hẳn là sẽ được vực dậy, bởi vì khi mà Apple ra mắt những sản phẩm có giá bán trải dài từ chỉ từ là 600 USD thì mình nghĩ là khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn hơn và họ sẽ quyết định là bỏ ra được bao nhiêu tiền để sở hữu iPhone mới. Không biết thì bạn nghĩ sao về vấn đề này, hãy để lại comment dưới video này nhé. Mới đây thì Qualcomm đã vừa trình làng một thế hệ vi xử lý mới rất mạnh mẽ của hãng với tên gọi là Snapdragon 850. Tuy nhiên thì con chip lần này sẽ không dành cho các thiết bị di động mà sẽ dành riêng cho những mẫu máy chạy Windows 10 on-way connected. Đó là chính là những chiếc laptop luôn luôn kết nối như là smartphone. Và dự kiến thì chiếc HP Camera 2 sẽ là chiếc laptop đầu tiên sử dụng vi xử lý này. Theo báo cáo của giới truyền thông Đài Loan thì mẫu laptop đầu tiên được trang bị nền tảng chip di động Snapdragon 850 đã sẵn sàng ra mắt. Và đó không ai khác là model đến từ HP với tên gọi là Camera 2. Các báo cáo trước đó cho biết thì Lenovo, Dell cũng như là một số thương hiệu laptop khác cũng đã dõi theo xu hướng này trong thời gian tới. Được biết, trước đó thì đã có một chiếc laptop chạy Windows 10 Pro và cũng dùng con chip này đã bị rò rỉ trên Geekbench với điểm đơn lõi của máy là đạt 1237 và điểm đa lõi là đạt 3485. Đến với bản tin Hanyu thứ 3 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một chiếc smartphone mới đến từ nhà Oppo. Thì mới đây trên trang fanpage của Oppo Việt Nam đã cho hay rằng vào ngày 19 tháng 6 sắp tới, hãng sẽ chính thức giới thiệu một chiếc flagship mới của mình, đó là chiếc Oppo Find X tại thủ đô Paris, nước Pháp. Những tin đồn về điện thoại thông minh Oppo Find X bắt đầu manh nha kể từ khi công ty này đã đăng ký nhãn hiệu vào tháng 4. Và đến tháng 5 thì họ đã tổ chức một cuộc họp báo với tiêu đề là Kết nối với tương lai của tương lai ở Thâm Quyến, Trung Quốc để giới thiệu về những thành tựu R&D mới của mình trong lĩnh vực cảm biến khuôn mặt 3D cũng như là công nghệ mạng di động 5G. Bên cạnh đó thì nhiều nguồn tin còn cho biết chiếc Oppo Find X được tích hợp công nghệ sạc siêu nhanh Super VOOC, cảm biến vân tay nhúng với màn hình và camera có khả năng zoom quang học 5X. Với một chiếc flagship như Oppo Find X thì nhiều khả năng máy sẽ được tích hợp vi xử lý Snapdragon 845 kết hợp cùng RAM có thể lên đến là 8GB và ROM là 256GB. Thông tin rò rỉ còn tiết lộ rằng chiếc smartphone này có thể đi kèm với màn hình OLED đạt 6,42 inch, hỗ trợ độ phân giải 2K và dung lượng pin là 4000 mAh. Ở bản tin cuối cùng ngày hôm nay thì sẽ là một tin vui dành cho những ai đang muốn mua một chiếc smartphone mới, đặc biệt là những fan của Oppo. Bởi vì bắt đầu từ ngày hôm qua là ngày 5 tháng 6 thì khi mua Oppo F5 tại Thế Giới Di Động bạn sẽ được giảm ngay 1 triệu đồng. Thì khi đó sản phẩm này sẽ chỉ còn là mức giá là 5,99 triệu và bạn còn được tặng thêm là một thùng Coca-Cola 24 lon. Nói về Oppo F5 thì đây là chiếc smartphone đầu tiên của Oppo theo xu hướng màn hình tràn cảnh cực đẹp với các cạnh viền cực mỏng. Máy sử dụng chất liệu vỏ nhựa giả kim loại với thiết kế nguyên khối thời trang và cao cấp. Cấu hình của Oppo F5 cũng khá ổn định với màn hình 6 inch đạt tỷ lệ 18:9 cùng độ phân giải là Full HD+. Camera AI phía trước 20MP, camera sau 16MP cực sắc nét và đầy đủ chế độ chụp ảnh. Máy còn được Oppo trang bị chip MediaTek Helio B23, RAM 4GB cùng bộ nhớ trong 32GB, đủ đáp ứng hoàn hảo hầu hết nhu cầu sử dụng của người dùng.
Nếu các bạn yêu thích chiếc Oppo F5 thì hãy nhanh tay đặt mua trên website của Thế Di Động hoặc là đến những siêu thị gần nhất để có thể trải nghiệm và quyết định mua ngay nhé. Vừa rồi là những bản tin hay news mà mình muốn mang đến cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay đừng quên nhấn vào nút like, share video, đặc biệt là hãy nhấn vào nút subscribe bên đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.